Cô xin chào các em học sinh lớp 3 đã đến với tiết học đạo đức hôm nay. Các em biết không, trong tiết đạo đức trước, các em đã biết được ở gia đình chúng ta cần phải có bổn phận quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em, thì trường học cũng là ngôi nhà thứ hai của em đó. Chính tại nơi này, các em nhận được tình yêu thương của bạn bè và thầy cô. Vậy, để tình bạn ngày càng thêm gắn bó, chúng ta cần phải làm gì? Cô mời các em cùng tìm hiểu qua bài Chia sẻ vui buồn cùng bạn hai tiết. Chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang 18. Và trong tiết đạo đức hôm nay, chúng ta cần đạt được những yêu cầu sau. Hiểu được ý nghĩa của việc chia sẻ vui buồn cùng bạn. Biết được bạn bè cần phải chia sẻ với nhau khi có chuyện vui buồn. Nêu được một vài việc làm cụ thể chia sẻ vui buồn cùng bạn. Biết chia sẻ vui buồn cùng bạn trong cuộc sống hàng ngày. Trong tiết đạo đức hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua 3 hoạt động. Hoạt động 1. Xử lý tình huống. Hoạt động 2. Bày tỏ thái độ. Và hoạt động 3. Liên hệ bản thân. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bước sang hoạt động thứ nhất, đó là xử lý tình huống. Các em hãy cùng quan sát bức tranh trên đây và cho cô biết tranh vẽ gì. À đúng rồi đó các bạn, tranh vẽ cô giáo và các bạn học sinh đang trò chuyện tại một lớp học. Thế chuyện gì đã xảy ra ở lớp học này? Cô mời các em cùng theo dõi qua tình huống sau. Đã 2 ngày nay, các bạn học sinh lớp 3B không thấy bạn Ân đến lớp. Đến giờ sinh hoạt của lớp, cô giáo buồn rầu báo tin. Như các em đã biết, mẹ bạn Ân lớp ta ốm đã lâu, nay bố bạn lại mới bị tai nạn giao thông. Hoàn cảnh gia đình bạn đang rất khó khăn. Chúng ta cần phải làm gì để giúp đỡ gia đình bạn Ân vượt qua khó khăn này? Nếu em là bạn cùng lớp với Ân, em sẽ làm gì để an ủi, giúp đỡ bạn? Vì sao? Cô mời các bạn hãy cùng bấm dừng video để suy nghĩ và tìm cách xử lý tình huống nhé. Các em đã tìm được cách xử lý tình huống chưa? Cô tin rằng mỗi bạn đã tìm được cách xử lý tình huống này cho riêng mình rồi đúng không nào? Các em thấy đó, khi bạn có chuyện buồn, em cần động viên, an ủi hoặc giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình như giúp bạn chép bài hoặc là giảng lại bài cho bạn nếu như bạn phải nghỉ học và giúp bạn làm một số việc nhà, vân vân. Vậy, qua bài tập số 1 vừa rồi, các em hãy cho cô biết khi bạn có chuyện buồn thì các em cần làm gì? À đúng rồi đó các em. Khi bạn có chuyện buồn, em cần động viên, an ủi bạn hoặc giúp đỡ bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng như giúp bạn chép bài, giảng lại bài cho bạn nếu bạn phải nghỉ học, giúp bạn làm một số việc nhà, vân vân, để bạn có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn. Chúng ta hãy cùng đến với một vài tình huống khác qua bài tập số 2 để xem các em sẽ làm gì trong các tình huống này nhé. Tình huống 1, khi bạn có chuyện vui, em sẽ chúc mừng, chia vui với bạn. Không quan tâm vì đó là việc riêng của bạn. Ghen tị với bạn. Thế theo các em sẽ chọn đáp án nào? À, cô cảm ơn các bạn. Cô xin chúc mừng những bạn chọn đáp án là khi bạn có chuyện vui, em sẽ chúc mừng chia vui với bạn. Các em thấy đó, đã là bạn bè của nhau, thì khi bạn có chuyện vui, các em không nên có những cái hành động hay thái độ ghen tị với bạn, không quan tâm vì cho đó là việc riêng của bạn, mà chúng ta nên vui vẻ, chúc mừng, chia vui với bạn khi bạn gặp chuyện vui em nhé. Ở tình huống số 2, khi bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn, hoạn nạn, em sẽ
mặc bạn, không quan tâm, trêu chọc, chế giễu bạn, an ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình. Các bạn chọn cách xử lý nào cho tình huống 2 này? Cô xin chúc mừng các bạn đã chọn đáp án an ủi, động viên, giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng của mình. Các em thấy, khi bạn có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, thì chúng ta không nên tỏ những cái thái độ, hành động như là trêu chọc, chế giễu bạn và để mặc bạn không quan tâm gì hết, mà chúng ta nên an ủi, động viên và giúp đỡ bạn phù hợp với khả năng mà mình làm được các bạn nhé. Để giúp các em xử lý nhạy bén hơn trong các tình huống của cuộc sống, cụ thể là ở trường, ở lớp, cô mời các em cùng đến với một vài tình huống. Chuyện xảy ra tại một lớp học, hôm đó có buổi kiểm tra bài đầu giờ, cô giáo đã gọi một học sinh nam lên để kiểm tra bài. Và kết quả là bạn học sinh nam này đã kiểm tra bài rất là tốt và được cô giáo đánh giá rất cao trong buổi kiểm tra này. Nếu em học cùng lớp với bạn, em sẽ làm gì? Đúng rồi, lúc đó chúng ta có thể chúc mừng bạn qua cái lời nói cụ thể của mình như: chúc mừng bạn, bạn giỏi lắm. Hoặc ở lớp em có hai bạn mừng sinh nhật 8 tuổi, lúc đó em sẽ làm gì? Đúng rồi, em sẽ chúc mừng và chia vui với bạn. Em có thể gửi đến bạn những lời chúc tốt đẹp nhất, như là chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Một trường hợp khác nữa như, ở trường hoặc là ở lớp của chúng ta, có một bạn gặp khó khăn trong việc đi lại, và một bạn nữa là tiếp thu bài rất là chậm, nên bạn này đã gặp khó khăn trong việc làm bài tập của mình. Nếu em học cùng lớp với những bạn này, em sẽ làm gì? Lúc đó chúng ta có thể chia sẻ với bạn khi bạn gặp khó khăn qua những cái việc làm cụ thể và thiết thực nhất như em có thể cõng bạn vào lớp nè, hoặc là em giảng lại bài cho bạn hiểu để bạn có thể làm bài tập một cách nhanh chóng hơn em nhé. Hoặc khi bạn bị bệnh phải nghỉ học mấy ngày liền, em sẽ làm gì? Chúng ta có thể chia sẻ với bạn khi mà bạn bị bệnh qua những cái việc làm cụ thể như là các bạn có thể gọi điện hỏi thăm bạn, hoặc chúng ta có thể đến nhà thăm hỏi và động viên bạn, giúp bạn mau chóng bình phục. Vậy, theo các em, khi bạn có chuyện vui, em cần làm gì? Và khi bạn có chuyện buồn, em cần làm gì? Đúng rồi các em khi bạn có chuyện vui, em cần chúc mừng, chung vui với bạn. Khi bạn có chuyện buồn, cần an ủi, động viên và giúp bạn bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình. Cô mời các em cùng bước sang hoạt động 2, bày tỏ thái độ. Chúng ta hãy cùng đến với bài tập số 3 nhé. Em có tán thành các ý kiến dưới đây không? Vì sao? Các em hãy bấm dừng video, đọc thầm các ý kiến để chúng ta chuẩn bị làm bài. Bây giờ chúng ta hãy cùng bày tỏ thái độ của mình qua các ý kiến bằng cách chọn bảng màu xanh nếu tán thành ý kiến và chọn bảng màu đỏ nếu không tán thành ý kiến. Chúng ta cùng tìm hiểu ý kiến thứ nhất. Chia sẻ vui buồn cùng bạn làm cho tình bạn thêm thân thiết, gắn bó. Vậy các bạn chọn bảng màu nào? Cô cũng đồng ý với các bạn. Cô giơ bảng màu xanh bởi vì cô tán thành với ý kiến trên. Các bạn thấy đó, đã là bạn bè thì chúng ta cần phải chia sẻ vui buồn với bạn. Có như vậy tình bạn của chúng ta mới càng trở nên gắn bó và thân thiết hơn các em nhé. Chúng ta hãy cùng đến với ý kiến B,
Niềm vui, nỗi buồn là của riêng mỗi người, không nên chia sẻ với ai. Thế các em có suy nghĩ gì về ý kiến này? Để cô đoán xem suy nghĩ của các em nhé. Có phải là có bạn rất tán thành với ý kiến này? Và cũng có bạn sẽ không tán thành với ý kiến này, đúng không nào? Riêng cô thì cô lại không tán thành với ý kiến này, nên cô chọn bảng màu đỏ. Các em thấy đó, đã là bạn bè thân thiết với nhau, thì lúc này niềm vui nỗi buồn không là của riêng mỗi người chúng ta nữa. Do đó, chúng ta nên chia sẻ với bạn của mình. Vậy tại sao cô lại nói các bạn cần chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn mình? Khi chia sẻ niềm vui nỗi buồn với bạn mình, sẽ mang ích lợi gì đến cho em? Cô mời các em cùng tìm hiểu tiếp qua ý kiến C nhé. Ý kiến C, niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Cô tin rằng các bạn sẽ tán thành với ý kiến này, đúng không nào? Đúng rồi đó các em ạ. À, khi chúng ta có niềm vui, chúng ta sẽ chia sẻ với bạn của mình để niềm vui được nhân lên. Và ngược lại, khi các em có những nỗi buồn hoặc gặp khó khăn hoạn nạn, em cũng nên chia sẻ với bạn để bạn cảm thông với em nhé. Chúng ta hãy cùng đến với ý kiến tiếp theo. Người không quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè thì không phải là người bạn tốt. Các em có suy nghĩ gì về ý kiến này? Riêng cô thì cô rất tán thành với ý kiến này. Bởi vì đã là những người bạn tốt của nhau thì chúng ta cần phải biết quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn của bạn bè qua những lời nói và việc làm cụ thể các bạn. Các em hãy cùng đến với ý kiến D. Trẻ em có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ khi gặp khó khăn. Có phải là các em rất thích ý kiến này đúng không nào? Và chắc chắn là các em sẽ chọn tán thành. Cô cũng vậy, cô cũng tán thành với ý kiến này. Các em biết không, trẻ em là mầm non tương lai của đất nước. Thấy được tầm quan trọng của trẻ em, do đó nước Việt Nam ta là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn công ước về quyền trẻ em. Đây là một trong những quyền được phê chuẩn mà các em cần biết. Ý kiến E, phân biệt đối xử với các bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn là vi phạm quyền trẻ em. Các bạn chọn phương án nào? À đúng rồi các em. Chúng ta sẽ tán thành với ý kiến này, bởi vì tất cả các trẻ em đều có quyền như nhau. Như vậy, các em không được phân biệt đối xử với các bạn nghèo, những bạn có hoàn cảnh khó khăn, vì như thế là các em đã vi phạm về quyền trẻ em các em nhé. Qua bài tập số 3 này, cô nhận thấy là các em đã bày tỏ được thái độ của mình trước các ý kiến rất là chính xác. Các em đã nhận định được những ý kiến nào đúng và ý kiến nào chưa đúng. Và cô hy vọng rằng với những ý kiến đúng này sẽ giúp cho các bạn xây dựng được những cái tình bạn thật là đẹp, và giúp cho tình bạn của các bạn sẽ ngày càng trở nên thân thiết và gắn bó hơn. Và trong tiết đạo đức hôm nay, chia sẻ vui buồn cùng bạn thì các bạn thấy là khi chúng ta biết chia sẻ vui buồn cùng bạn thì niềm vui của chúng ta sẽ được nhân lên và nỗi buồn chúng ta sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Cô mời các bạn hãy cùng nhắc lại cái phần ghi nhớ của bài đạo đức hôm nay. Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi nếu được cảm thông chia sẻ. Bây giờ cô mời các em cùng bước sang hoạt động 3, liên hệ bản thân. Các em hãy cùng tìm hiểu bài số 7.
Em hãy điền các từ, cụm từ phù hợp vào chỗ chấm trong các câu sau. Các em hãy bấm dừng video, suy nghĩ để tìm các từ, cụm từ điền vào chỗ chấm cho thích hợp nhé. Các em đã tìm được đáp án chưa nào? Đáp án của cô là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng. Cô xin chúc mừng các bạn đã có đáp án đúng trong phần bài tập số 7 này. Các em thấy là qua các câu ca dao tục ngữ của bài tập này, thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần tập thể, gắn bó là vô cùng quan trọng. Và các câu ca dao tục ngữ này cũng muốn khuyên chúng ta phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta yêu quý bản thân chúng ta như thế nào thì hãy chia sẻ cảm thông, thương yêu người khác như vậy các em nhé. Qua tiết đạo đức hôm nay, các em hãy tự liên hệ bản thân mình rằng em đã biết chia sẻ vui buồn với các bạn trong tổ, trong lớp, trong trường chưa? Hãy kể một trường hợp cụ thể và em cảm thấy như thế nào khi đã làm việc đó. Em hãy viết lại vào một quyển sổ hoặc một quyển vở nào đó để tiết học đạo đức lần sau em sẽ kể cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Các em thấy đó, Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta, tuy rất bận rộn trong công việc nước, nhưng Bác luôn dành tình yêu thương đến thiếu niên nhi đồng. Cụ thể là nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Bác Hồ đã đến chia vui cùng các em thiếu nhi. Và Bác Hồ còn đến thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng. Nôi gương Bác, các em hãy cố gắng là bạn bè tốt của nhau. Khi bạn có chuyện vui buồn, chúng ta cần chia sẻ cùng bạn để niềm vui được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi. Và các em nên nhớ rằng mọi trẻ em đều có quyền được đối xử công bằng, không được phân biệt đối xử với những bạn gặp bất hạnh trong cuộc sống em nhé. Trong tiết đạo đức hôm nay, các em giúp cô hoàn thành tiếp những nội dung sau. Thứ nhất là thực hành những kiến thức đã học, thể hiện việc em biết chia sẻ vui buồn cùng bạn. Thứ hai là nhờ phụ huynh hỗ trợ để giúp em hoàn thành bài tập số 4, số 5 và số 6. Và công việc cuối cùng là các em sẽ xem trước bài tích cực tham gia việc lớp, việc trường. Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô xin chúc các em thật nhiều sức khỏe và học tập thật tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!